Bành, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa hạt Vinamilk 9 hạt, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Em thấy không có từ ngữ gì để nói được hết anh ơi, em bị đứng hình, Mà em có muốn nói là hồi nhỏ lúc mà em lớp 7-8 tuổi là em coi xong Mai Điểm Hẹn là em thích anh Hàng Hải lắm à. Bây giờ em mới được gặp, mới được nghe anh Hải hát ngoài đời à. Vẫn đẹp trai như xưa đúng không em? Dạ em thấy anh trẻ y chang vậy. Áo Song, bài hát của chúng ta 21 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần phát sóng toàn cầu trên Vion. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Wow, bài hát kết thúc một cách trọn vẹn và thăng hoa. Wow, đã hoàn thành xuất sắc rồi. Chính xác với nhau đến từng hơi thở. Thế là mình đã tọa nguyện. Có ai đưa chị Ngọc Anh xuống giùm cái, tại vì chị sợ độ cao. Trời ơi, cái tay chị rung kìa. Có cái tay chị rung kìa. Trời đất ơi, chị đợi em xíu đem cho hộ giá liền. Trời ơi, các bạn nhìn nha, đằng sau lưng Ngọc Anh là có nguyên cái giá đỡ. Các bạn ơi, sợ độ cao mà lên cao độ muốn xỉu luôn. Vỗ tay. Thưa quý vị, một lần nữa càng phát tay cho dàn dây Unison và Villainous Hoài Thảo. Thật xin cảm ơn các nghệ sĩ ạ. Lâu lắm rồi em mới được nghe lại Riêng Một Góc Trời mà với một cái thái độ hùng hồn như thế. Đúng là một cái tình yêu nó mang cái tinh thần mãnh liệt hơn. Cho hỏi là ý tưởng phối Symphony Rock là từ ai ạ? Mình nhớ rằng là cái ngày mà chúng mình bốc thăm ấy, thì là mình có nói với team và Khắc Hưng, mình nói là mình muốn có một cái gì đó nó giống như là Opera Phantom. Và sau đó là có thêm ý kiến của Trấn Thành nữa. Trấn Thành hay cho những ý kiến rất hay. Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng phải nói là Khắc Hưng hòa âm bài vừa rồi thích. Hay không quá. Chị? Thích không? Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. We love Khắc Hưng. Để mà có được ra được cái bản hòa âm này thì mấy anh em chúng tôi phải
thức suốt đêm trầy trắc để vào đến nhà Khắc Hưng mấy anh em tập thử, nó mới ra được cái đoạn này. Cái phần mà opera là em với Khắc Hưng thêm vào đúng không? Cái phần opera đấy thì em khoe với cả mọi người tí là chỗ đấy là chỉ có giọng của Hoàng Hải thôi, là có tức là ba cái bè mình xu 6 lần thì ra được cái đấy. Cái đoạn sau của Khắc Hưng tạo ra một cái đoạn violon với chị Ngọc Anh, tức là fighting với nhau, yeah. Hai bên đánh nhau violon và chị Ngọc Anh. Đoạn staccato xuất sắc. Khán giả anh, hôm nay lần đầu tiên được thỉnh giáo hai tiền bối mà hát trong một cái bài mà chấn động vậy thì anh thấy em cũng không hề lép vế. Em chỉ diễn xong cái này em hơi hồi hộp anh ạ, hơi lo lắng. Em cảm giác là đấy mình rất là vinh dự khi được tam ca với cả chị Ngọc Anh, anh Hoàng Hải. À, rất là vinh dự rồi ạ. Mình nãy các bạn thấy Phan Duy Anh hát hay không? Yeah. Cũng gọi là đấy. Các bạn nghĩ đi, hát tông Hoàng Hải mà hát coi như bật co trực tiếp như vậy mà còn sống được như vậy là hú hồn rồi. Chấn động. Anh Minh Dự anh thấy thế nào về tiết mục vừa rồi? Dạ cảm ơn anh. Em thì không có chuyên môn gì trơn rồi mà em nghe đã quá anh ơi. Cái bản cũ của chú Tuấn Ngọc hát á làm cảm giác rất là dây dứt về một người tình hát mà không biết bên kia có nghe được lời mình hay không. Còn cái bản phối này em thấy là bảo đảm bên kia nghe đó. Đúng rồi. Nghe nha. Quá hùng tráng anh ơi. Mình có cảm giác như người yêu cái ca khúc này đó, yeah. Là bị mang sang cái nước bên kia. Rồi cái nước bên này là phải đi cướp cướp bả về. Ui yêu dấu, yêu dấu. Và đeo nguyên một đội quân theo luôn á. Đúng rồi, là phải mang bả về. À, xin mời hỏi anh Quỳnh Lý, anh nghĩ sao về tiết mục vừa rồi ạ? Dạ, thiệt ra thì em đã quen với lại bản phối cũ, nên là khi nghe với bạn phối mới lần này thì cái cảm nhận đầu tiên của em là em nghe như bị đâm. Bị đấm hả? Kiểu là đấm đuối vô bài hát luôn đó. Đấm đuối vô bài hát luôn đó. Trời đất ơi, miếng mạng quá rồi anh Quỳnh Lý ơi. Nhưng mà hợp lý thiệt, nghe đấm đuối mà anh. Rất đấm đuối luôn rồi. Phê chữ E kéo dài. Đã không? Rất đã. Đã còn biết bình chọn nữa. Bình chọn cho rồi các bạn, bình chọn. Số 1. Kêu gọi đi ạ. Mình kêu gọi cả nhá. Team mình kêu gọi đi ạ. Hãy vô tình đi. 2, 3. Hãy vô tình đi. Hãy vô tình đi. Hãy vô tình đi. Trời ơi trời. Vốt mà cũng hợp sướng nữa. Thể hiện sự rất là đoàn kết. Mọi người, yeah. Số 1 rồi. Hay quá bố ơi, bố tuyệt vời quá, con thương con. Số 1. Yeah. Xin hỏi các anh chị ca sĩ ở bên dưới tiết mục vừa rồi các anh chị thấy sao ạ? Hồi nãy tôi thấy là Win Lê gật gù, nó dẫm đạp, nó vỗ tay, nó đứng dậy, nó gào rú, nó bấu, nó ưỡn, nó rú. Em thấy không có từ ngữ gì để nói được hết anh ơi, em bị đứng hình, Mà em có muốn nói là hồi nhỏ lúc mà em lớp 7-8 tuổi là em coi xong Mai Điểm Hẹn là em thích anh Hoàng Hải lắm à. Bây giờ em mới được gặp, mới được nghe anh Hải hát ngoài đời à. Vẫn đẹp trai như xưa đúng không em? Dạ em thấy anh trẻ y chang vậy. Và bữa nay em thấy anh Hoàng Hải, anh đẩy cái cột hơi như cột nhà chưa? Thấy không? Dạ. Lợi hại không? Dạ lợi hại. Em bữa nói với anh là em muốn học hát đúng không? Dạ đúng rồi. Qua hỏi anh Hải. Dạ. Nói gì nữa? Về đội của anh. Đó. Về đội của anh. Đó. Như anh Trấn Thành có nói là mình ngồi kế bên Trấn Thành mà mình kiểu sao mọi người có thể làm được như vậy á? Mình cảm giác là mình còn rất là non luôn á. Chắc cũng phải rất lâu rồi mình mới được nghe một màn trình diễn live mà có những cái vocal khủng như vậy. Sau cái phần trình diễn đó mình đã có nói chuyện với anh Hoàng Hải và xin anh Hoàng Hải một cái hẹn để có một khóa học thanh nhạc. Và anh Hoàng Hải nói sẽ lấy giá rẻ. À dạ. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.